tuổi trẻ có mấy lần 3 năm mà Jun Suk sẵn sàng đại nghĩa diệt thân một mình lãnh án 3 năm tù trong vụ cướp trang sức lần đó, để tương lai 3 năm sau sẽ bắt đầu lại từ đầu một cuộc sống tử tế. Nhưng cậu lại không biết trong lúc cậu đang bóc lịch qua ngày thì thế giới đã thay đổi 360 độ rồi, tiền hàng không có giá trị và khắp mọi nơi đều sử dụng tiền đô để thanh toán. Ngay cả mua một cái kem, bao thuốc trong cửa hàng tiện lợi đều phải quy ra tiền đô, nên tiền mà Jun Suk liều mạng cướp được từ phi vụ 3 năm trước giờ đây chẳng khác nào mớ giấy lộn cả. Nhìn Jun Suk vừa mới ra tù kể về tương lai tắm mình trong làn gió biển, câu cá ngắm gái đẹp với ánh mắt lấp lánh làm hai thanh niên Ki Hoon và Jang Ho không dám mở lời nói cho cậu biết sự thật. Nhưng giấy nào gói được lửa, che giấu một lúc chứ sao che giấu cả đời. Nên khi từ quán bar trở về, Ki Hoon cũng nói tất cả cho Jun Suk biết. Mặc dù Jun Suk không nói gì nhưng sự xịt keo trong giây lát của cậu đã nói lên hết tất cả sự hoang mang cùng tuyệt vọng của cậu vào lúc này. Số tiền năm đó bọn họ kịp đổi ra tiền đô trước khi tiền Hàn mất giá chỉ vỏn vẹn 2.000 đô, không đủ để ba người rời khỏi Đại Hàn nữa, chứ đừng nói đến chuyện có nhà ở bãi biển với bầu trời ngập nắng. Ngay trong phút chốc giấc mơ mà cậu dành cả thanh xuân để đánh đổi lại bỗng chốc vỡ tan. Nhưng con người Jun Suk chỉ có liều mạng không có bỏ cuộc, ngay lập tức một kế hoạch đánh cướp tiền đô được ấp ủ trong đầu cậu. Và chính vào khoảnh khắc cậu trở về thăm nhà, nhìn di ảnh của mẹ cùng những tấm poster bãi biển Hawaii được treo trên tường, Jun Suk liền biết dù phải cược cả tính mạng này cậu cũng phải có cho mình một ngôi nhà trên biển như lời hứa năm xưa của mẹ. Năm đó chỉ tiếc chuyện làm ăn của gia đình cậu không thành công, cậu không được sống ở nơi có bãi cát trắng như lời mẹ hứa. Kèm theo đó là nỗi đau mẹ mất khiến Jun Suk lâm vào con đường chợ búa, để rồi phải đánh đổi 3 năm tuổi trẻ công cốc. Lúc này Jun Suk nhớ lại thằng bạn từng vay tiền cho mẹ chữa trị, nên liền mang theo hai đệ đến sòng bạc nơi Sang Seo đang làm việc. Tìm người thì 9 mà quan sát kết để tiền là 10, dù vậy khi Sang Seo vừa xuất hiện cũng là lúc Jun Suk bật chế độ giang hồ lên đòi tiền ngay. Sang Seo tưởng Jun Suk đi tù mà lạc hậu nên hứa hẹn sẽ trả 10.000 won như đã mượn, nhưng cái thời loạn lạc đồng tiền mất giá thì trả bằng tiền Hàn thì có cạp đất mà ăn. Vậy nên Jun Suk túm cái quần lại là Sang Seo phải trả mình cả gốc lẫn lãi là 10.000 đô trong vòng 2 ngày. 2 ngày thì có bán nội tạng Sang Seo còn không bán kịp, chứ đừng nói chi trả nợ với số tiền lớn như thế, nên Sang Seo xin Jun Suk cho mình thời gian 1 tháng để trả nợ. Ai ngờ Jun Suk đợi được 3 năm không đợi được 1 tháng, nên muốn Sang Seo trả nợ bằng cách giúp mình một việc chính là đánh cướp sòng bạc. Vừa nghe Jun Suk nói xong thì không chỉ Sang Seo xanh mặt vì sợ, mà mấy huynh đệ phía sau cũng rén ngang trước độ liều mạng của thằng bạn. Đến khi bình tĩnh nghe Jun Suk lặp lại một lần nữa, mà Ki Hoon vẫn cứ ngỡ là cậu uống nhầm thuốc, Ki Hoon thả đi cướp ngân hàng để ăn cơm tù, còn hơn là đụng độ vào thế lực ngầm để rồi ăn nhang. Nhưng thấy thằng bạn quyết tâm như thế, cộng thêm một phần tội lỗi vì để bạn ngồi tù 3 năm công cốc, hơn nữa Giang Hồ còn không có gia đình nên anh coi Jun Suk và Ki Hoon chính là người thân của mình. Vậy nên, Jun Suk đã muốn thì Giang Hồ sẽ làm, cho dù có phải trả giá bằng mạng sống đi chăng nữa. Thấy hai thằng bạn đã quyết tâm như thế nên Ki Hoon dù rén vì còn mẹ già ba lão ở nhà, nhưng vẫn nhập bọn cùng anh em vì không muốn nhìn hai thằng bạn đi tìm chết. Bạn tù cũng có người này người kia, riêng mấy anh em từng bóc lịch chung với Jun Suk toàn tay giữ nhưng sống có tình có nghĩa. Vừa nghe Jun Suk bảo cần mượn súng, đàn anh Bông Xít liền đem những khẩu chất nhất quả đất cho Jun Suk mượn mà không cần hỏi cậu dùng nó để làm gì. Nhưng Bông Xít lại không biết, chính vì điều này mà bản thân anh phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Quay trở lại với bốn anh em đánh cướp, co súng ống lên sau vài ngày tập bắn, cộng thêm việc check map kỹ càng, quan sát và khoanh vùng camera trong và ngoài sòng bạc thì cuối cùng cả bọn cũng phát hiện một điểm khuất, nơi không có camera mà bọn họ có thể chạy trốn. Phi vụ này dùng cả tính mạng để đặt cược nên mấy anh em cứ gọi là nghiêm túc phải biết, thử tới thử lui để xác định thời gian đánh cướp và chạy trốn. Chỉ cần dao động trong khoảng 5 phút trước khi băng đảng cử người đến tiếp viện là có thể hốt bạc đi biển rồi, còn chậm chân thì xác định đi về lòng đất. Đã đến nước này thì cả bọn chỉ biết hít một hơi thật sâu rồi thực hiện theo đúng kế hoạch. Đối đầu với bọn họ là dân anh chị sòng bài nên Jun Suk cứ gọi là tay Jun phải biết, mấy anh em còn lại đúng kiểu thở hồng hộc vì lo lắng. Một pha bóp còi đi vào lòng người vì dù tay Jun thì khả năng thiện xạ của Jun Suk vẫn cứ là một phát ăn ngay. Mấy anh em cũng cầm chắc súng rồi lao vào hiện trường để khống chế đám đông. Mỗi người một việc, người thì canh chừng mấy tên bảo kê, người thì cướp tiền, mọi thứ được phối hợp nhịp nhàng ăn ý. Chỉ tiếc là bà chị Thu Ngân có hơi câu giờ nên khi lấy được tiền rời đi cũng là lúc đồng hồ thông báo hết 5 phút. Cả bọn chỉ vừa kịp lao xuống cầu thang đã nhìn thấy một đội bảo kê được chi viện đến đây. Ngay lập tức, hội tứ huynh đệ liền triển khai kế hoạch B và tẩu thoát theo con đường mòn phía sau. Đến khi rít ga chạy thoát khỏi sự truy đuổi thì cả bọn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tiền đã cướp được, phây ghi hình cũng lấy được nốt, nên mấy huynh đệ cứ gọi là vui hết nấc vì kế hoạch thành công mỹ mãn. Mà không biết lúc này tại sóng bạc, bên trên đã chỉ đạo bằng mọi giá phải lấy lại được băng ghi hình, trong đó chứa các giao dịch bất hợp pháp, quan chức cấp cao rửa tiền các kiểu con đà điểu, nên tổng bộ đã cử toàn bộ lực lượng để truy lùng bọn họ. Còn tiền mà Jun Suk mà mấy anh em đánh cướp chỉ từ kết phụ nên không đáng bao nhiêu, mất thì thôi chứ không ảnh hưởng lắm. Có chết mấy anh em cũng không ngờ băng ghi hình mà bọn họ cướp đi để che giấu thân phận lại chính là thứ khiến bọn họ bị thế lực ngầm truy sát tới cùng. Jun Suk lúc này còn đang hạnh phúc bên lũ bạn thân vì ngày mai là cậu được đi vùng đất hứa nơi cậu dành cả đời để mơ về. Thì tình cảnh của ông anh cho mượn súng ống không khả quan cho lắm, nhìn mấy anh em bị bắn vỡ đầu và giờ đến lượt mình bay mất cánh tay.
nên trong cơn đau, Bông Xít cũng phải cố kềm chế để hỏi tung tích Jun Suk đã xuất ngoại chưa theo yêu cầu của tên sát thủ, nhằm mong được chết nhẹ nhàng. Dù vậy, ở đầu dây bên kia, Jun Suk dường như đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, nên sau khi trả lời vài câu hỏi từ đàn anh liền hỏi thăm bên kia xảy ra chuyện gì. Ai ngờ điện thoại lúc này đã tắt, dù có gọi lại thì chỉ nhận lại câu nói tổng đài quen thuộc là người nhận đang bận. À, thật ra là bận đi lãnh cơm hộp các bác ạ. Tên sát thủ sau khi moi được thông tin thì cũng cho nổ căn cứ làm ăn của Bông Xít không động tác thừa. Sáng nay, khi nhận được điện thoại của Jun Suk hỏi thăm tình hình vì lo lắng có điều bất ổn, Sang Seo vẫn thấy bình thường cho đến khi tới chỗ làm, những ánh mắt ngờ vực xung quanh làm Sang Seo cảm thấy tình hình có biến. Không chỉ bị mấy anh em phục vụ làm lơ, mà đằng sau là mấy tên bảo kê cứ kề kề theo sau quan sát làm Sang Seo biết chuyện chẳng lành. Sang Seo lấy cớ đi vệ sinh, rồi xin phép là dùng kế thứ 36 mang tên chuồng là thượng sách để bảo toàn tính mạng. Chạy quính giò té sấp mặt là có thật, nhưng cơn đau này có là gì so với nỗi sợ bay đầu, nên vừa té xuống là Sang Seo lập tức đứng lên chạy tiếp. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa là đây, vừa chạy về nhà mặt giáp chống đạn, trang bị súng ống rồi xách ba lô tiền rời đi thì Sang Seo liền nghe được tiếng động trước cửa ra vào. Thì ra tên sát thủ đã ẩn núp ở đây từ sớm và quan sát Sang Seo như thể thợ săn đang nhìn con mồi. Không biết có phải tâm linh tương thông không mà lúc này Jun Suk cũng gặp ác mộng, là nhìn thấy Sang Seo mình mẩy đầy máu nên tỉnh giấc trong đêm. Lòng cậu bất an không thôi nên liền ra ngoài làm ngay điếu thuốc rồi gọi điện cho Sang Seo cho yên tâm. Người chết thì sao mà nghe điện thoại được, nên dù đánh chục cuộc cũng không có hồi âm. Đang lúc Jun Suk bất an nốc vài ly rượu trong quán bar thì bỗng có cuộc gọi từ Sang Seo gọi đến, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào được cất lên. Sau vài chục giây quan sát thì Jun Suk cũng phát hiện người cầm điện thoại Sang Seo là một người đàn ông bí ẩn. Cả người cậu dựng gai ốc vì đánh hơi thấy nguy hiểm, nên lúc này Jun Suk cứ gọi là không động tác thừa chạy về khách sạn đưa anh em đi trốn. Trong đêm khuya, cả bọn xách ba lô tiền xuống xe lấy súng để đầu thoát thì mới phát hiện xe bọn họ đã bị động tay chân. May mà Giang Ho có biệt tài cướp xe nên chỉ cần 3 phút là đổi xe mới được rồi. Trong lúc đó, Ki Won và Jun Suk có nhiệm vụ yểm trợ cho Giang Ho an toàn. Xe thì lấy được rồi nhưng rời đi được không thì tôi không chắc, vì nhìn xem, lúc này đèn đường đã bị tắt ngúm khiến bọn họ đánh xe trong hầm không khác gì lạc vào mê cung vì không tìm thấy lối ra. Đến khi phát hiện tên sát thủ đã ở trước mặt thì dù Giang Ho có muốn lao xe lên cáng hắn cũng không nhanh bằng tốc độ đạn bay mà hắn bắn ra. Ngay lập tức, viên đạn đi xuyên bộ áo giáp chống đạn khiến Giang Ho mất lái lao thẳng vào cột đường. Nhìn mấy anh em bất tỉnh nhân sự, Jun Suk chỉ biết đứng im chờ chết, nhắm mắt trước khẩu súng mà tên sát thủ chĩa thẳng vào đầu mình. Lúc này cậu vừa đọc kinh cầu siêu cho bản thân vừa toát mồ hôi hột vì sợ hãi, ai ngờ tên sát thủ lại quay xe giữa đường. Dường như hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột với cậu nên chỉ để lại câu nói rất mong chờ vào Jun Suk rồi cầm súng rời đi. Vết thương trên người Giang Ho vẫn đổ máu không ngừng nên lúc này Jun Suk cũng đánh xe đến bệnh viện. Đi được nửa đường cũng là thời điểm Ki Won hoàn hồn tỉnh dậy hỏi đây là đâu, tôi là ai. Vì Giang Ho vừa mới phẫu thuật cộng thêm cả bọn đã di chuyển được một khoảng khá dài nên đêm nay ba người quyết định ở lại bệnh viện để Giang Ho dưỡng thương và sẽ rời đi vào sáng sớm ngày hôm sau. Người tính không bằng trời tính, mà vừa tới nửa đêm là tên sát nhân liền đuổi kịp bọn họ. Nghe được tiếng động, cả ba không động tác thừa liền lập tức di chuyển. May mà nhanh chân lẹ tay bấm kịp thang máy chứ không là xác định cả lũ. Sau lần oanh tạc này thì bệnh viện tỉnh cũng hoang tàn đổ nát chỉ vì sự xuất hiện của ba người. Cướp xe như một thói quen mà lúc này Jun Suk mới phát hiện xe mà cả lũ đang lái lại là xe cảnh sát. Băng ghi hình ghi âm đủ cả thì đúng là có trốn bằng trời, hèn gì mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi hắn ta đã đuổi kịp cả bọn rồi. Phát hiện ra thân phận tên sát thủ đang đuổi giết mình là cảnh sát thì cả bọn đúng kiểu ba chấm. Jun Suk xin được đầu thú và trả lại tiền chỉ để anh em được sống nhưng Han Seno. Hắn ta bảo thời thế đã thay đổi, xã hội mà bọn họ sống không còn là thời bình nữa, thứ bọn họ cần cũng đã lấy được, ba cái đồng bạc mà Jun Suk đánh cướp không có nghĩa lý gì. Nhưng với Han, đã bắt đầu thì phải có kết thúc nên liệu hồn mà trốn cho kỹ. Đúng là Han không nói điêu, vì ngay khi cảnh sát tỉnh khác bắt được hắn vì tội phá hoại của công thì lập tức phải thả ra theo lệnh từ tổng cục. Jun Suk và đồng bọn sau nửa ngày lăn lộn thì cũng đến được bến tàu, cậu vừa gọi điện xác nhận cho đàn anh thì nhận được tin tối nay mới xuất phát, chậm hơn thời gian dự kiến vì đàn anh bận phải trả thù cho em trai Bông Xít. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, điều này làm Ki Won nghĩ đến mọi chuyện xảy ra và bắt đầu lo lắng cho ba mẹ mình. Dù nghe được tiếng mẹ báo bình an và chúc cậu thuận buồm xuôi gió nhưng Ki Won lúc này cảm thấy bất an không thôi. Ki Won quyết định về nhà vì gia đình mới là tất cả, cậu hứa với Jun Suk sau khi xác nhận ba mẹ bình an sẽ đến thăm Jun Suk và Giang Ho. Ki Won rời đi không bao lâu thì cũng là lúc Han có mặt, quả nhiên là cảnh sát nên không những khả năng thiện xạ mà định vị của Han cứ gọi là chuẩn không cần chỉnh. Trong vai con mồi thì Jun Suk và Giang Ho cứ gọi là chạy trốn mãi thôi. Cái xui đến cùng một lúc, mà trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này thì khả năng cướp xe của Giang Ho bị mất tác dụng, không phải vì hồi hộp run tay mà chỉ vì con xe bọn họ chọn đã hết đát. Rời đi không được nên cả hai đành xuống xe rồi chia nhau ra hành động. Kế hoạch tác chiến đủ cả nhưng khả năng súng ống có hạn nên chỉ một lúc giao thủ, Jun Suk liền ăn đau ngã xuống. Thấy anh em chí cốt nằm trên đất làm Giang Ho đứng bắn như một vị thần để rồi bị Han bắn cho không trượt phát nào. Ngay khoảnh khắc Giang Ho đi bán muối cũng là lúc Jun Suk bật chế độ không sợ chết, cậu lao ra bắn solo với Han. Nhưng cái kết vẫn không thay đổi, đây đã là lần thứ hai cậu bị Han chĩa súng thẳng mặt thế này rồi. Cứ tưởng sẽ được đoàn tụ với Giang Ho nơi suối vàng thì đại ca xuất hiện, anh trai Bông Xít đúng hẹn lại lên, có mặt để trả thù cho em trai.
Cả ngày nay làm thợ săn trong hang ngầu lòi phải biết thì giờ cũng đến lúc đổi vai. Han trở thành con mồi bị truy đuổi bởi băng đảng của anh trai Bông Xít, tình cảnh đưa đẩy đến mức hắn ta trúng đạn rồi ngã xuống biển không rõ tung tích. Sau tất cả, Jun-suk cũng đến được vùng đất thiên đường nơi cậu hằng mong ước, nhưng lúc này cậu lại không cảm thấy vui. Cuộc sống bất an vẫn còn đó, anh em huynh đệ thì không có. Và tin tức Han không chết sau trận chiến năm đó mà còn tiêu diệt cả băng đảng của anh trai Bông Xít, làm Jun-suk biết mình không thể lẩn trốn được nữa. Tâm trí đã bất an thì cảnh vật có đẹp đến mấy cậu cũng không cảm thấy yên bình được. Mấy năm nay cậu cũng đã điều tra từng người dính líu đến sòng bạc năm đó. Jun-suk quyết tâm phải trở lại để giải quyết tất cả để an tâm làm lại cuộc đời. Liệu Jun-suk có trả thù thành công, Ki-hoon còn sống hay đã chết, liệu mấy năm tập súng không ngừng của Jun-suk có đấu lại được khả năng thiện xạ của Han hay không? Tất cả lời giải đáp sẽ có trong phần 2 của bộ siêu phẩm hành động Hàn Quốc này. Mời các bạn cùng đón xem phần mới nhất trên Hầu Vương Review phim nhé!